Hi, hello Như. Teacher. Hello con. Rồi hồi nãy cô vừa nhận được cái bài tập của con rồi ha. Rồi, Đúng không? đúng rồi, Như làm tốt lắm. Con để ý cho cô câu số 6 á. Câu số 6 ở chỗ mà ai a, con sửa lại cho cô thành I am ha. I am going to travel to Nha Trang. Rồi, câu đó con điền giới từ là gì nào? Đó hả cô? Đúng rồi. Con điền là in đó con. Rồi câu số 6 điền on cho cô ha. Bất cứ khi nào mà Như nhìn thấy ngày, Như đều điền on cho cô. Sao đó cô? Đúng rồi, bất cứ khi nào mà con thấy ngày ha, dù ngày và tháng đi chung với nhau, nhưng mà con chỉ cần thấy sự xuất hiện của ngày là con dùng với từ on cho cô ha. Rồi, tiếp theo câu số câu số 18 ha, dành cho cô câu số 18 xem nào. Rồi, câu số 18 cân nhắc lại. Coi lại cho cô, không phải dùng at ha. Dùng in đó cô. Đúng rồi, lý do tại sao? Không biết nữa. Bởi vì rồi, in. Bởi vì lý do là năm, theo quy tắc là khi mà mình gặp năm là mình phải dùng in ha. Năm 1620 mình dùng in cho cô. Câu số 18 sửa lại dùng in cho cô ha. Rồi, tiếp theo nhìn cho cô câu số 7. Câu số 7 con dùng as là đúng rồi, nhưng mà nếu dùng on cũng được ha. Mình có hai cách. Một là at, hai là on cũng được. At the weekend hoặc là on the weekend đều được hết. Mà sao mình on nhớ cô? Quy luật hả con? At và on cả hai đều dùng được hết. Vậy hôm nay mình vô bài luôn đi cô. Rồi tiếp theo con nhìn cho cô chỗ câu số 14 ha, câu số 14 Christmas time, con dùng cho cô chữ on nha, on Christmas time. Dùng on với cô. Ngày ha, Christmas time, ngày lễ Giáng sinh. Rồi, tiếp theo câu số 15, câu số 15 dành cho cô. Dùng on cho cô ha, lý do tại sao hồi nãy cô nói con rồi ha. Cứ thấy xuất hiện ngày là dùng on cho cô. Đúng rồi. Thấy ngày là dùng on cho cô hết, là kiểm tra xem những câu còn lại cái nào xuất hiện ngày là sửa lại thành on cho cô ha. Đúng rồi nè, câu số 8 con làm đúng rồi nè. Câu số 8 với câu số 15 giống nhau ha. Câu số 8 dùng on, đúng rồi. Vậy thì câu số 15 cũng sẽ dùng on luôn. Rồi, câu số 13, vậy nên cô câu số 13 nha. November là tháng đúng không? Tháng thì mình dùng là in, đúng rồi. Con đi lộn. Còn cái nào nữa không cô? Rồi từ từ để cô coi ha. Rồi ok. Những chỗ còn lại là đúng rồi ha. Like to go on in as in the evenings, in the morning, at lunch time, on Thursday, in Halloween. À rồi, còn một chỗ nữa ngay chỗ mà câu Halloween. Con để cho cô chữ Halloween ha. Halloween. Con đang dùng chữ gì ha? Con đang dùng chữ là in đúng không nào? Sửa lại cho cô ha. Halloween là một ngày lễ thì mình phải dùng là gì nào? Ngày lễ là On, đúng rồi.
Rồi, very good. Những thực những cái còn lại là ok rồi ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục bài bữa hổm ha. Rồi, cô sẽ share màn hình. Ok, giờ mình sẽ chuyển sang phần review ha. Rồi. What do you do on your birthday? Ôm lại bài cũ nè. Candles. Cắt bánh kem là gì nè? Cut bánh kem, bánh sinh nhật á, con có thể thêm vô từ birthday cake. Birthday cake là bánh sinh nhật ha. Cake không là bánh ngọt, mình thêm chữ birthday phía trước là thành bánh sinh nhật nha. Rồi, very good. Now to the best answer. Vậy mình chuyển sang phần trắc nghiệm ha. From number 1 to number 8. Why? Tại sao ha? Cho con lý do tại sao con lại chọn Ace, you. When is your birthday là sinh nhật, hỏi về sinh nhật đúng rồi. Nhưng mà con để ý cho cô ở đây có chữ gì ha? Is. Nếu như hỏi về bạn phải là when are your birthday chứ ha. See, I, no, I thường được dùng với gì? I thường được dùng với am, I am. Còn đây là is ha. B, chính xác. Của anh ấy, khi nào là sinh nhật của anh ấy? Ha. Nếu đáp án A thì mình phải là when are your birthday. Chữ you này phải sửa lên cho cô thành chữ your. Của bạn nhớ không? Con nhớ những cái sở hữu mà bữa hôm cô dạy con không? Ai, sở hữu của ai sẽ là sở hữu của chữ ai, sở hữu của chữ ai sẽ là chữ gì nè? Của tôi. Đúng rồi. You. Đúng rồi. He. She. They. Đúng rồi. We. Our. It. Is. Sở hữu của it là is thêm s vào ha. Rồi đáp án B. Chính xác. Tiếp theo number 2. What is it? It is the 31st of October. Okay, very good. Of October. Number 3, what is it? What is your answer? Sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật của cô ấy. Từ sinh nhật là gì nè? Đúng rồi, đáp án là B, correct. Number 4. A, what is the day today? Very good. Number 5. Đáng sinh nhật của ai mới đúng chứ?
My birthday is on. Be are you sure? Lưu ý cho cô ha. Có chữ TH phía sau không ạ? Đúng rồi, C. B là số đếm, còn C mới là số thứ tự. Ngày thứ 14, còn B là số 14. Hình như là này sinh nhật cô đúng không ta? Ôi, sao con nhớ vậy? Yes, correct, 14 of August. Wow, you have a very good memory. Đúng rồi ha, 14 of August là sinh nhật của cô. Number 6. Ở trên ha, câu số 5 của mình là có đáp án trên trên đó rồi ha. Very good. Rồi. Ngày ha, cứ thấy ngày là dùng on cho cô. Tiếp theo number 7. B, 20s, đúng không? Chính xác, mình phải đổi y dài thành y ngắn, thêm chữ E, chữ T và chữ X vào. Number A, what is your answer? When is your birthday? Con chọn C. C, very good. Lý do tại sao ha? Đúng rồi. Câu B lý do tại sao sai bởi vì nó thiếu chữ on ha. It's on the 1st of June thì mới đúng. Very good. Now let's move on to the write the answer exercise. Viết câu trả lời cho những câu hỏi cho cô ha. Father là ba đúng không cô? Đúng rồi. Number 1 trước ha. Câu đầu tiên trước. When is your birthday? Is on the 30th of April. When is your father's birthday? Con có thể dùng là my father is, dùng là my father chuyển do thành my ha, cha của tôi. My father's birthday is, hoặc là con trả lời là it is, dùng it is cho cô, giống câu trên ha. It is là cách dễ nhất nha. Four of February, okay. When is? Không phải ngày 4 mà là ngày 3. À, ngày 3. On the 3rd of February. Tiếp theo, when is your, con có sister hay là brother nè? Hay là cả hai? Con có cả hai luôn. Cả hai. Giờ cô hỏi trước là sister con trước hả? When is your sister birthday? On the
Ồ, oh, 4 of February. 4 tháng 2 đúng không con? Okay, and when is your brother's birthday? Sister, vậy là hai người chị con đúng không? À, em con, younger sister. Rồi, cô hỏi luôn, when is your younger sister birthday? January, okay. 11 of January. Tiếp theo, your younger brother's birthday. When is your younger brother's birthday? January. À, sinh đôi. Trin. Trin. Trin là sinh đôi ha. Twin. Wow. What is the date today? Hôm nay là ngày mấy ha? Tương tự là is luôn ha. Tương tự là is. Is the 4th of tháng 7. July, very good. It is the 4th of July. Number 5. Number 5 hơi khó một chút ha. Is 23rd of December today. What is the day tomorrow? Hôm nay là ngày 23 tháng 12. Vậy ngày mai là ngày mấy? Không có on ha. Is rồi the. Nghe máy cho cô. Is the. No. 23rd. 23. Hôm nay là ngày 23 và ngày mai là ngày mấy nào? December. Đúng rồi. It's the 24th of December. Okay, so now let's move on to lesson number 5, pronunciation. Rồi, cái âm này mình học rồi ha. Âm t, fourth, ma, month, sixth, fifth, birth. Rồi mình cùng nghe lại thử cái âm này nha. Con đợi cô chút xíu, cô chỉnh cái này cái chút nha. Rồi con nghe được cái âm cuối của nó không? Bird. 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 Bird có nghĩa là sự ra đời, sự ra đời ha. Birthday là ngày sinh nhật, còn birth đứa một mình là sự ra đời. Đúng rồi. Birth. Fifth. Rồi, thirsty, what does it mean? Thirsty. Thirsty là khát ha.
Think là suy nghĩ, đúng rồi. Teeth. 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 Răng. Đúng rồi. Số ít của nó sẽ là tooth. Sửa chữ e thành chữ o cho cô ha. O cho cô. Đây là số ít của cái răng ha. Đây, một cái răng mình sẽ ghi chữ này. Và teeth là số nhiều, hai cái trở lên mình sẽ dùng là teeth. Một cái răng là tooth và nhiều cái răng là teeth. Three. Three, three là số 3 brush my teeth every day. ha. Rồi, như đọc cho cô câu này ha. Nghe lại nè. I usually brush my teeth every day. I cho con cái chữ I usually brush my teeth every day. I usually brush my teeth every day. I usually brush my teeth every day. Usually. I usually brush my teeth every day. 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 Rồi, nhớ lặp lại cho cô nào. I usually brush my teeth every day. Okay, the next one. March. March. Giờ mình chuyển sang âm chờ. March. Watch. Watch. Teacher. Teacher. Channel. Channel. Do you know the meaning of the word channel? Sorry con ha. Channel. What does it mean? Đúng rồi. What does it mean? Con đoán thử nào. Con thấy cái tivi nè. Channel có nghĩa là cái gì trên tivi. Ví dụ như HTV7, HTV9 nè, Disney Channel đó mình gọi là những cái gì ha? Đúng rồi, channel là kênh. Chicken. Chicken là con gà ha. Channel là kênh ha. So what is your favorite channel? What is your favorite channel? Kênh yêu thích của Như là kênh nào ha? What is your favorite channel? Disney. HTV3 mình đọc tiếng Anh là mình đọc 7 chữ cái cho cô. HTV mình chuyển sang 7 chữ cái tiếng Anh ha. H là gì nào? H là H. H. Rồi chữ tờ tiếng Anh mình nói như thế nào? T. Rồi chữ vợ. V, V. XTV3. XTV3. HTV đúng không? HTV3 đúng không con? Là X, T nè, rồi V nè, rồi 3. Chưa chưa. My favorite gì ha? My favorite gì cái đã. Thiếu chữ kênh rồi. My favorite gì? My favorite channel. My favorite channel is. Very good, đúng rồi. My grandparents bought a chicken. My grandparents bought a chicken. My grandparents bought a chicken.
My grandparents bought a chicken. Rồi, nhớ lặp lại câu này cho cô nha. My grandparents bought a chicken. Cái chữ, sau cái chữ grandparents là từ My grandparents bought a chicken. Bought là quá khứ của chữ buy là mua hả con? Đây gọi là thì ở quá khứ ha. Bought a chicken. My grandparents bought a chicken. Đúng rồi, là mua ha. Đã mua một con gà. My grandparents bought a chicken. My grandparents bought a chicken. Okay. Okay. Watch. Watch. Watch là đồng hồ đeo tai ha. Watch. Đồng hồ treo tường là gì như có biết không? Đồng hồ treo tường hả cô? Đúng rồi. Để con suy nghĩ. Đồng hồ đeo tay là clock. Đúng rồi, clock. Trong từ ten o'clock ha, thì chữ clock đó có nghĩa là đồng hồ treo tường. Rồi, tiếp theo mình có từ church. Church là nhà thờ ha. Nhà thờ là church. Đúng rồi. Rồi. Okay. My mother buy me a watch. What does it mean? Nó có nghĩa là gì hả con? Tôi buy, chữ này là chữ mua đó ha. Đúng rồi, mẹ của tôi mua cho tôi một cái đồng hồ đeo tay. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ listen and repeat. Nghe và lặp lại ha. Page 28, lesson 3, activity 1. Listen and repeat. It's the 4th of June. Right. 4th. It's the 4th of June. The 4th of June. Tiếp theo. March. My birthday is on the 5th of March. Rồi, như có biết cái chỗ khoảng trống này là chỗ gì không nào? March. Very good. March. Rồi, bây giờ mình sẽ listen and choose the answer. Mình sẽ nghe và sau đó mình chọn đáp án đúng nào ha. Page 28, activity 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 1. My birthday is on the 5th of December. Rồi, A or B? B, 5th. Very good. Number two. His birthday is on the 21st of March. A or B? A, March. Very good. Number three. Three. Her birthday is on the 16th of October. Her birthday is on the 16th of the October. Cô có gửi qua cho cô á. Gửi qua cho cô gì con? Con gửi qua cái nhắn tin á. À, rồi rồi. Rồi cô thấy rồi ha. Rồi tiếp theo number 4. Right, A or B? May or March? A, March. Rồi, chính xác.
Yes, congratulations. Very good. When is your birthday? Rồi, tới phần mình yêu thích rồi ha. Hai cô trò mình rất yêu thích phần này luôn. Đó là phần nghe bài hát. Nhưng mà cô sẽ cho qua cái phần này ha. Read and tick. Đúng rồi. Read and tick. Mình sẽ đọc và mình đánh dấu tick lên ha. Rồi, đây là một cái đoạn văn ngắn như đọc rồi dịch cho cô cái đoạn này nha. Dear pen friend, dear pen friend, dear pen friend, friend có nghĩa là pen có nghĩa là pen là cây bút đúng không nào? Pen là cây bút bi ha. Vậy thì pen friend như đoán thử nghĩa là cái gì nè? Cây bút bi mà ráp với bạn nè, là đây bạn gì ha? Best friend có nghĩa là bạn, nhưng mà giống như là hai người ở hai cái nước khác nhau làm quen với nhau qua thư ha, viết thư cho nhau. Đúng rồi. Tiếp theo, câu đầu tiên. From my friends. Write to me soon. Chữ này mình đọc là soon ha. Soon có nghĩa là sớm đó. Viết cho tôi sớm nhé. Cuối cùng người này ghi ký tên ha. Peter. Đây là một cái mẫu thư ngắn ha. Rồi hôm nay Như đọc rất là tốt luôn. Hôm nay là lần đọc tốt nhất của Như luôn á. Cô thấy đọc rất là diễn cảm luôn. Wow, congratulations. Đây ha, write to me soon. Con nhớ cho cô là viết cho tôi sớm nhé, viết thư cho tôi sớm nhé. Rồi, đọc xong cái này rồi, mình hiểu được một số những cái thông tin rồi ha. Bây giờ mình trả lời câu hỏi nè. Where is Peter from? England. Very good. Đây ha, dẫn chứng là nằm ở câu thứ mấy trong bài con? Đúng rồi. Đúng rồi, câu thứ hai, dòng thứ nhất. Đúng không nè? I'm from London, England. Rồi, tiếp theo, number 2. Number 2, when is his birthday? Sinh nhật của anh ấy là ngày mấy ha? Giờ cô trả lại nha. Rồi, sinh nhật của anh ấy là ngày... Đúng rồi, May, on the 6th of May. Number 3. Bài thứ hai có nghĩa là gì ha? Đây, cô trở lại cái đại văn cho con đọc thử câu này ha. I... I have many. Many là nhiều ha. I have many birthday presents. Present, what does it mean? Present là gì hả con? Đúng rồi, quà. Vậy thì đáp án là... Đúng rồi, bức tranh số 2 mình thấy có quà, đã có bánh kẹo đủ thứ ha. Nếu như bức tranh thứ nhất thì mình phải đáp án phải là bánh ngọt, cake. Rồi, bây giờ sẽ là write an invitation card, viết một cái thiệp mời dự birthday, dự sinh nhật ha. Rồi, như nhìn cho cô là khi mình muốn viết một tấm thiệp thì mình cần có những cái thông tin nào ha.
Ngày giờ rồi gì nữa? Người nhận. Rồi có người nhận luôn. Rồi người viết đúng không? Và tiếp theo là cái địa chỉ ha. Đúng rồi. The address, address, địa chỉ. Rồi, cái đầu tiên nhìn cho cô ha. Please come to my birthday party. Please. Khi mà mình muốn yêu cầu hoặc là nhờ vả ai đó thì mình sẽ dùng là please. Đề nghị ai đó mình dùng là please. Làm ơn, xin phép ha. Please come to my birthday party. Làm ơn đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi. Rồi, to. Cái chữ to này như sẽ viết cái gì vào chữ to này ha? Đúng rồi, tên người nhận, tên mà người mình mời. Tiếp theo. Ngày tiếp theo. Giờ tiếp theo. Địa chỉ và cuối cùng là from, tên của người viết ha. Mình viết thì mình ghi tên mình vào đây. Đây hay đây là một cái ví dụ mẫu của mình đây. Tới Linda, ngày sinh nhật là ngày 4 tháng September. September là tháng mấy hả con? 4 tháng 9. Vậy thì bạn này được mấy mấy tuổi rồi nè? How old is she? How old is she? Bạn này mấy tuổi rồi hả? Năm nay là 2020 ha. Đúng rồi, 2 tuổi ha, 2018, 2 tuổi. Mấy giờ đây, bạn em mời một lúc mấy giờ ha? 7 giờ tối. Và địa chỉ là? No. No, mình dịch cái no trước. No là số nhà. Số nhà 218 nè. Street. Street là đường. Street là đường ha. Rồi, district. District là quận hoặc là huyện. District là huyện hoặc là quận ha. Đúng rồi, street là đường, district là quận ha. Rồi, tiếp theo from, from. Người gửi là Thanh Huyền, chính xác, very good, người gửi là Thanh Huyền. Ok, mình đã kết thúc bài học rồi ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua bài mới luôn. Bữa sau mình sẽ chơi, hôm nay mình sẽ học tiếp bài mới ha.
Bữa sau chơi có hình phạt ha, hình phạt là gì nào? Mình chơi bingo nữa ha. Rồi. Giống như bữa trước là homework đúng không? Con muốn hình phạt là hát hả? Rồi ok, vậy thì bữa sau mình sẽ đưa ra hình phạt là vừa homework là vừa hát luôn ha. Người thắng hát hay người người thua hát? Người thắng hát hay là người thua? Người thắng hát chứ. Rồi ok, người thua hát, hát ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang unit number 5. Can you swim? Swim. Như có biết swim là gì không nè? Can you swim? Bơi, đúng rồi. Can you swim? Nhưng mà tùy theo cái công thức hoặc cái cấu trúc trong câu của nó mình mới thêm in hay là không. Trong trường hợp này mình không thêm in bởi vì nó đi với chữ can. Can có nghĩa là có thể và quy luật. Mình phải học thuộc lòng là khi mà chữ động từ đi với chữ can thì mình phải để ở dạng nguyên mẫu, không có thêm in vào. Can you swim có nghĩa là bạn có thể bơi không? Bạn có thể bơi không? Rồi. Lesson number one, vocabulary. Swim. Swim là mình biết rồi nè. Ride. Ride là lái. Đúng không? Lái xe đạp ha. Nhớ cho cô, ride là lái. Con tưởng là gì? À, con tưởng là mưa hả? Không phải, là ride là lái. Ride. Đây là phiên âm của nó ha, ride. Lái xe, nhưng mà lưu ý cho cô là lái xe đạp mới dùng chữ này nha. Lái xe hơi là không có dùng chữ này. Chỉ có lái xe đạp mới dùng chữ này thôi, ride. Tiếp theo. Cook. Từ này thì dễ mình gặp thường rồi đúng không? Cook, what does it mean? Đúng rồi. Tiếp theo, các bạn này nhảy nhảy lên, con có đoán được cái từ gì không? Jump. Jump, nhảy đúng rồi, jump, nhảy. Rồi, bốn cái từ hồi nãy như đã thuộc chưa nào, giờ cô hỏi lại nha. Nấu ăn là gì nào? Cook, bơi là swim, đạp xe đạp là ride, và cuối cùng là nhảy là jump. Very good. Listen and repeat. I can draw a What cat. can you do for me? It's really I nice. can dance. Look, I can draw a cat. What does it mean, the word draw? Draw, draw. Từ draw ha. What does it mean? Đúng rồi, draw pictures, vẽ tranh ha. Trong trường hợp này là draw a cat. Yes, tôi có thể vẽ một con mèo. I can là có thể ha. It's really nice. Tiếp theo, what can you do for? What can you do? What can you do? Mình dịch từng chữ ha. What là can you do? Đúng rồi, vậy thì mình ráp lại là what can you do? Bạn bạn có thể làm gì? Đúng rồi, what can you do? I can dance. Đúng rồi, cái từ dance này một số người con có thể nghe người ta đọc là dance, một số người đọc là dance, cả hai cái đều đúng ha. I can dance, I can dance. Ok, rồi tiếp theo, phần tiếp theo bữa sau mình sẽ học ha.
Because we don't have enough time today anymore. Bây giờ mình hết giờ rồi ha. Đúng rồi. Bữa sau mình sẽ học tiếp bài hôm nay ha. Và sẽ chơi trò chơi bingo mà bạn Như yêu thích. Và người thua sẽ hát. Tất nhiên rồi, mình đang học tiếng Anh mình phải hát bài tiếng Anh chứ, đúng không nào? Con có chuẩn bị được bài nào chưa? Father, ok. Cô chưa nghe bài đó ha, cô sẽ thử nghe bài đó như thế nào. Father, của ca sĩ nào ha? Father, của ca sĩ nào ha? Rồi, cô sẽ nghe thử bài đó ha. Ok, goodbye, see you again, you. Goodbye, teacher. Ok, goodbye and good night.